cái trách nhiệm của anh là phải liên kết và đồng hành cùng với bà con. Bà con có chăn nuôi thành công thì anh mới thành công ở chỗ đấy. Dạ. Quan trọng nhất là thành công ở đây là khi bà con chăn nuôi thành công thì anh đã lại có những cái gọi là nguồn bao tiêu của con thương phẩm, và anh cũng có thêm cái thu nhập của mình được. Thì thật ra là cái bao tiêu con thương phẩm là nó cũng là cái nguồn thu nhập chính của bản thân anh. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Như quý bà con đang nhìn thấy ở đây thì đây là con John, hay còn gọi là con Hon, con Don, là một trong số những giống vật nuôi đang mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao hiện nay cho bà con. Và với giá thành thức ăn chăn nuôi rất là rẻ và với thức ăn rất là đơn giản mà bất cứ tỉnh thành nào trên cả nước mình cũng rất là sẵn có. Chính vì thế nên chi phí chăn nuôi cho con John này vô cùng thấp. Vậy thì chăn nuôi con John này thì nó ăn những thức ăn gì, cũng như là chế biến thức ăn nó ra sao và cái kỹ thuật chăn nuôi nó như thế nào, thì hôm nay chúng tôi sẽ kết nối bà con đến anh Toàn, là người đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và phát triển, và hiện tại thì anh đang rất là thành công với mô hình chăn nuôi con John này tại khu vực miền Bắc ạ. Em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ. Tôi xin kính chào toàn thể quý bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Nguyễn Văn Toàn, chủ trang trại chăn nuôi con John có địa chỉ tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Anh Toàn ơi, như em thấy như cái con John này thì không phải chỉ riêng em mà rất là nhiều bà con khi mà theo dõi chương trình cũng như là xem rất là nhiều những cái chương trình khác rồi, thì khi nhìn thấy con John này thì sẽ nghĩ ngay là đến con nhím, đúng không ạ? Đúng. Vậy thì cái con John này thì cái trọng lượng tối đa thì nó đạt được khoảng bao nhiêu cân ạ? Nó có to giống như con nhím không anh? Đối với cái con John này thì cái trọng lượng tối đa của nó chỉ đạt khoảng 5 cân rưỡi đến 6 cân là to hết cỡ rồi em ạ. Dạ. Chứ nó không như con nhím. Con nhím, dạ, này nó to những vào 15 đến 20 cân cơ. Và nếu mà để phân biệt giữa con John và con nhím thì nhìn cái bộ lông của con John nó sẽ ngắn hơn và nó bé hơn con nhím. Dạ. Và cái cách phát hiện là dễ nhất đó là cái con John này nó có cái đuôi cò ở đằng sau, còn, dạ, con nhím thì nó không có đuôi. Dạ. Đấy là cái cách phát hiện dễ nhất. Dạ. Với một cái con vật rất là nhỏ bé như thế này thì như em thấy đây là anh đang chuẩn bị thức ăn cho nó đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Vậy thì ngoài khoai lang và bí đỏ này ra thì con John này nó ăn được những thức ăn gì hả anh? Ngoài khoai lang và bí ra thì con John nó ăn được hết các loại rau. Ví dụ như người mình ăn được cái rau gì thì nó ăn được rau đó. Dạ. Ví dụ như rau muống này, khoai lang này, hoặc là cải bắp, cải thìa, nói chung là ăn hết được các loại rau. Dạ. Và ngoài những rau ra thì củ quả, củ, tất cả các loại củ, ví dụ như là cà rốt, hoặc là củ sắn, củ khoai lang, bí ngô như này nó đều ăn hết. Dạ. Còn hoa quả thì những cái hoa quả có vị ngọt như chuối, xoài, ổi, đu đủ, thanh long là nó ăn được hết em. Dạ, có nghĩa là con thức ăn của con John này là nó rất là đa dạng và phong phú đúng không ạ? Mình cho nó ăn gì là nó sẽ ăn đấy đúng không anh? Đúng. Dạ, vậy thì với một cái giống ăn tạp như thế này thì cái lượng thức ăn của nó ăn hàng ngày có nhiều không anh? Cái lượng thức ăn hàng ngày của nó, ví dụ như củ khoai lang này, dạ, có phải có một con thì một ngày mình chỉ bỏ ra là một bữa mình chỉ bỏ ra làm chặt ra làm đôi như này thôi. Dạ. Là một con là một ngày, mỗi một con một ngày nó chỉ một mẩu như thế này thôi em ạ. Dạ, tức là đấy, lượng thức ăn của nó chỉ ít như thế này thôi ạ. Chỉ ít như vậy thôi. À, tức là mỗi một bữa mình cho như thế, vậy thì một ngày là mình sẽ cho ăn mấy bữa như thế ạ? Một ngày thì là như nhà anh là nuôi với hai cái chế độ, đó, dạ, là cái chế độ thương phẩm riêng và cái chế độ là nuôi sinh sản riêng. Dạ. Nếu như mình nuôi sinh sản là một ngày mình chỉ cho ăn buổi sáng một củ khoai lang như này thì buổi chiều đến rồi mình đổi đi cho nó thêm ít rau hoặc hoa quả nữa. Dạ. Đấy là một ngày mình chỉ cho ăn hai bữa là đối, dạ, với chế độ là nuôi sinh sản. Dạ. Còn với đối nuôi thương phẩm thì em cứ cho cứ hết thức ăn là em là cứ lại cho ăn vào. Dạ. Thậm chí là khoai lang này mình bỏ 2-3 củ ở trong chuồng thì nó cũng không hiu thối gì. Dạ. Thì là nó cứ kệ cho nó ăn, càng nhanh lớn thì càng tốt. Dạ. Nếu như mình nuôi thương phẩm ấy thì mình có khả năng là mình ngâm cái đậu nành hoặc là cái ngô hạt, ngô khô đấy mình bung hoặc là ngâm lên cho nó mềm ra này, nó ăn cũng rất là, dạ, tốt, phải rất là nhanh lớn. Dạ. Ở đây là em thấy anh đang chuẩn bị cả khoai lang cả bí đỏ, có nghĩa là một bữa thì là mình sẽ chỉ cho một trong hai loại thôi hay là mình phải cho kết hợp cả hai loại hả anh? Đối với hiện giờ anh đang cho là cả khoai lang cả bí đỏ, đó là mỗi một bữa thì anh chỉ cho ăn một loại thôi. Dạ. Ví dụ như là sáng thì anh cho ăn khoai lang này, thì chiều tối đến anh cho ăn bí đỏ này. Dạ, cũng đó, một lượng tương đương như thế này thôi đúng không ạ? Khoảng rơi vào khoảng là 100 khoảng 1 đến 200 gram thôi đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Đây như là bí đỏ thì là, dạ, em lại một quả nó dài khoảng 2-30 phân thì, dạ, em bỏ ra làm ngắn thì làm đôi mỗi là 10 phân. Dạ. Xong rồi em lại bỏ ra làm nói chung là em bỏ ra làm 4. Dạ. Tức là một quả bổ ra làm đôi, sau đấy xong là mỗi một người là bổ ra làm 4 ạ. Đấy, xong rồi em, dạ, lại bỏ ra
Dạ. Là mỗi một bữa nó chỉ cho nó ăn một mẩu như thế này thôi là dạ. đã đủ một bữa một tối bữa... của nó rồi. À, dạ vâng. Còn bữa sáng thì mình đã cho khoai lang rồi. Hoặc dạ. là nay thì mình cho cái này thì mai mình cho cái kia, mình cứ đảo bữa đi thôi. Dạ. Vậy anh Toàn ơi, vậy thì như cái trước khi cho con giòn ăn ấy thì ví dụ như là khoai lang hay bí đỏ thì mình có cần gì xử lý gì đồ ăn trước khi cho nó ăn không ạ? Thật ra thì về cái nguồn thức ăn như này thì nó toàn bộ ví dụ như củ khoai lang này nó nằm ở dưới lòng đất rồi thì nó cũng dạ. rất là sạch sẽ rồi, mà tập tính bản tính của con giòn ấy nó ăn này, kể cả là em có rửa sạch đi chăng nữa thì nó cái con giòn nó vẫn cạo cái vỏ ngoài này ra để dạ. nó ăn cái lõi bên trong này dạ. nên là ví dụ như nó có nhiều đất quá thì mình nên rửa qua đi để cho nó đảm bảo sạch sẽ dạ. và ví dụ như có củ nào nó hà hoặc nó thối nó nhũn này đấy, nó hà nó lên men này dạ. thì mình gọt mình bỏ đi thôi dạ. như thế là được dạ. Tức là con giòn này là nó sẽ tự gặm và nó sẽ bỏ cái loại vỏ và hạt đi và đúng mình rồi. Mình chỉ cần bổ ra mình chia miếng thôi chứ mình không cần phải xử lý gì nữa không đúng không ạ? Không cần phải xử lý gì nữa. Dạ. Vậy thì với cái chi phí thức ăn chăn nuôi rất là thấp như thế thì như con giòn này thì chăn nuôi nó cái hiệu quả kinh tế nó mang lại cho mình như thế nào ấy? Đối với như một cái con nái mà sinh sản đạt tiêu chuẩn như trang trại của anh ấy thì dạ. con nái một năm nó đem lại lợi nhuận cho anh là một năm nó dao động là từ 23 cho đến 25 triệu một con nái trên một năm. Dạ. Tại vì là đối với con giòn như trang trại nhà anh là một năm nó sẽ sinh sản được hai lứa dạ. mỗi lứa là thấp nhất là từ 3 con dạ. trở lên nói dạ. chung là con giòn này nó sinh sản mà đạt tiêu chuẩn như con nái nhà anh nó phải đẻ được 3 con thì đấy nó mới là con nái đạt tiêu chuẩn dạ. thì vậy nó mới đem lại cái hiệu quả cho mình là 23 triệu cho đến 25 triệu một con nái trên một năm dạ. Vậy là tức là vẫn có những con mà nó sinh sản 1-2 con đúng không anh? Đúng rồi em ạ, vì mình khi mình sàng lọc con giòn nái như đạt tiêu chuẩn như nhà anh ấy thì là trong quá trình là anh chăn nuôi là anh đi sàng lọc dạ. con nào mà đẻ được 1 con 2 con thì anh loại ra anh nuôi thương phẩm luôn rồi dạ. không để là làm giống nữa dạ. còn con nào phải đạt chỉ tiêu là từ 3 con nó lên thì anh mới để làm giống dạ. Như em thấy anh Toàn chia sẻ là con giòn này là nó ăn được tất cả các loại rau củ quả như thế thì ví dụ như là bà con mình chăn nuôi số lượng ít mà ở vùng quê mà có quỹ đất trống chẳng hạn thì bà con có thể là cho trồng rau lang, rau muống hay là mấy cái loại rau cải đúng không ạ? Thì là với cái lượng thức ăn rất là thấp như thế này thì em thấy là chỉ một chít rau là có thể cho nó ăn được rồi đúng không anh? Đúng rồi em ạ. Dạ. Thì nếu như mình mà ở vùng nông thôn ấy tận dụng được những cái mảnh vườn của mình, cái thứ nhất là mình phục vụ được cái nguồn thức ăn cho nó. Dạ. Cái nguồn thức ăn cho nó thì là mình phục vụ được ấy, thì là nó là sạch sẽ, nó đảm bảo, không dạ. lo đến là thuốc sâu hay là tiêm thuốc bảo quản giết gì. Dạ. Đấy. Còn nếu như mình đi mua ở ngoài chợ ấy, thì mình cũng nên tìm hiểu vào cái chỗ mà người ta bán là cái gọi là thức ăn nó sạch sẽ, không thể thuốc sâu thuốc xia thì không bị thuốc sâu thì ăn thì cái con giống của mình nó đảm bảo nhất. Dạ. Còn kể cả là đối với là mình mà không có vườn mà mình đi mua thức ăn chi phí toàn bộ cho nó thì một ngày cái con giòn này thì nó cũng không chi phí mất nhiều tiền thức ăn đâu em ạ. Dạ. Như hiện tại nhà anh là anh cũng đi mua toàn bộ thôi thì thật ra thì cái thứ nhất là cái số lượng của mình con giống cũng nhiều, cái thứ dạ. hai là cái tiền mình mà đi nhân công nhà mình mà đi mà trồng những cái rau củ quả cho ăn ấy thì nó cũng mất nhiều thời gian hơn là mình đi mua. Dạ. Đấy, đi mua thì một ngày nó chỉ chi phí cho con giòn như này nó chỉ vào khoảng 2.000 một con trên một ngày thôi. Dạ. Anh Toàn ơi, vậy thì nhân tiện hôm nay thì trong chương trình này thì anh có thể hướng dẫn đôi chút bà con về cái cách thức làm chuồng trại của cái con giòn này không ạ? Anh sẵn lòng chia sẻ với em và với bà con để bà con tham quan và anh sẽ chia sẻ cách thức làm chuồng trại cho bà con được nắm bắt. Dạ. Anh Toàn ơi, đây là những cái mẫu ô chuồng mà trang trại mình đang áp dụng để chăn nuôi con giòn này đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Đối với nhà anh là cái mẫu chuồng như này là ngày xưa là nhà anh làm là nó cách đây vào 12-13 năm rồi em ạ. Dạ. Còn đối với như bà con bây giờ mà chăn nuôi ấy, thì mình có khả năng là tận dụng tất cả các ví dụ như là ô chuồng lợn hay chuồng trâu, chuồng bò mình đều có thể mình chăn nuôi được. Dạ. Ví dụ như là mình mà chăn nuôi với cái số lượng mà nó nhiều thì mình hàn những cái ô chuồng này thì để là mình quản lý về những cái con nó sinh sản. Đấy là mình chăn nuôi cái số lượng nhiều thì mình nên hàn những ô chuồng như này thì khi con nào nó đẻ ra mình quản lý nó và mình còn sàng lọc là để đánh giá được cái con nào đạt tiêu chuẩn làm giống, còn dạ. con nào không đạt tiêu chuẩn làm giống thì mình tách ra mình nuôi thương phẩm. Dạ. Còn với ví dụ như bà con mà chăn nuôi với số lượng gọi là 5-7 cặp dạ. hoặc là 10 cặp thì mình có khả năng là tận dụng vào những cái chuồng lợn, chuồng gà nó đã kín, miễn là kín đáo rồi và thoáng mát thì dạ. là mình cũng có thể chăn nuôi được.
Ví dụ như là khoảng 10 con chẳng hạn, thì trong đó có 3 con đực và 7 con cái, thì mình thả tất vào trong cái ô chuồng lợn chuồng gà đấy. Nhưng mà mình làm sao là cái con giống, cái ô chuồng của mình làm sao là nó phải cao và kín đáo, miễn con giống mình nó không thất thoát ra ngoài là được. Dạ. Còn mình nuôi tập trung được ở trong đấy được hết. Dạ. Có nghĩa là chuồng trại của con giò này thì nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ như là bà con mình mà đang có cái ô chuồng lợn hay là chuồng trâu, chuồng bò, thì bà con mình có thể tận dụng luôn những cái ô chuồng đó và bắt con giống và thả vào là chăn nuôi được rồi, đúng không ạ? Đúng chứ rồi. Không nhất thiết là mình phải hàn những cái ô chuồng giống trang trại anh Toàn đây, đúng không ạ? Anh Toàn ơi, vậy nhưng mà khi mà ví dụ như là bà con mình mà chưa có chuồng trại sẵn thì em thấy là những cái ô chuồng như thế này thì nó cũng khá là nhỏ, thì nó cũng tiết kiệm diện tích. Thì ví dụ như là bà con mình đang có cái ban công chẳng hạn, ban công hay là gác xếp mà muốn chăn nuôi con giò này, thì cái kích thước ô chuồng như thế nào để hợp lý để mình thả khoảng một đôi chẳng hạn? Ví dụ như mà mình tận dụng những cái ban công hay là chỗ cái khu hành lang đấy mà mình chăn nuôi một hai đôi, dạ, thì mình chỉ làm với cái ô chuồng là ví dụ chiều sâu này nó là khoảng 80 phân thôi, dạ, hoặc là 1 mét, dạ, thì là cũng là cái chiều dài chiều sâu này 80 phân hoặc 1 mét. Còn cái chiều này nó vào cứ khoảng 1 mét thì mình sẽ chia ra làm 2 ngăn là cũng đã chăn nuôi được rồi. Dạ. Như thế là cái diện tích là cũng đủ để chăn nuôi sau này là cũng khả năng được 5, 6, 7 con rồi. Dạ, có nghĩa là chỉ với 1 mét vuông thôi là mình đã chăn nuôi được khoảng từ 5 đến 7 con giò này rồi. Vậy thì ví dụ như là bà con mình đang có khoảng 3 mét vuông chuồng lợn chẳng hạn, thì bà con mình có thể chăn nuôi đến 15 con đúng không anh? Đúng rồi. Như vậy là một con giò như trước đó thì anh Toàn có chia sẻ là hiệu quả kinh tế nó mang lại cho mình là từ 2-3 triệu đến 25 triệu đúng không ạ? Vậy thì trong 3 mét vuông chuồng lợn thôi là bà con mình đã có thể là mỗi một năm có thể mang lại cho bà con cái thu nhập lên đến cả 100 triệu đồng rồi đúng không ạ? Như vậy mà trong khi cái nguồn thức ăn của con giò này nó rất là đơn giản này, chăn nuôi nó thì em thấy cũng với cái thức ăn rất là đơn giản như thế, hàng ngày mình cắt lấy một miếng khoai mình cho vào thì cái thời gian nó không tốn nhiều của mình mà cái hiệu quả kinh tế nó mang lại cao như vậy, thì con giò này nó đúng là một cái con vật mà nó có rất là nhiều cơ hội cho mình phát triển đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh Toàn ơi, vậy thì như cái con giò này thì ngoài cái công việc hàng ngày là mình cho nó ăn vào bữa sáng và bữa chiều ra chẳng hạn, thì là ngoài ra thì mình cần làm những cái công việc gì trong chăn nuôi chăm sóc nó hàng ngày ạ? Mình cái thời gian mình chăn nuôi nó là vào hàng bữa, ví dụ như tùy vào cái khung giờ thời gian của người chăn nuôi. Dạ. Ví dụ như là thời gian nào cũng được. Còn ngoài ra cái thời gian chăm sóc nó ra cho nó ăn ra thì mình chỉ cần nuôi ít thì hàng ngày những cái phân của nó thì mình cũng đi quét dọn thôi. Dạ. Còn ví dụ như là đến cái thời kỳ mà nó lên giống thì mình cũng để ý quan sát đến nó. Thì nếu như mình mà nuôi những cái số lượng mà hay gọi là ít thì mình cứ nên ghép đôi tập trung vào với nhau. Con nào nó lên giống thì nó sẽ tự tìm đến nhau đúng không? Đến nhau phối. Dạ. Trừ khi mà mình mà cần những cái con đực gọi là muốn con đực để ghép vào với con cái thì mình để ý nó, là ví dụ con đực này nó phối con cái để thành công rồi thì mình lấy con đực ra để ghép với con cái khác. Dạ. Đấy là hàng ngày mình chỉ cần để ý như thế thôi. Dạ. Còn cái ưu điểm của con này ấy, thì là mình chăn nuôi là không phải lo lắng gì về những cái câu gọi là bệnh tật hay là dịch bệnh gì cả. Tức là phòng bệnh là mình không cần phải lo lắng đúng không ạ? Không cần phải lo lắng. Dạ. Nên là thời gian nó rất là ít ở chỗ đấy. Dạ. Như vậy là ví dụ như là bà con mình hoàn toàn có thể tận dụng những cái thời gian mà trống trong ngày mình chăn nuôi, kể cả chăn nuôi số lượng nhiều cũng không nhất thiết là mình cả ngày mình phải ở chuồng trại để mình chăn nuôi chăm sóc nó, và cái công việc dọn dẹp của nó thì em thấy là nó khá là nhỏ bé, mà phân ở đây thì em thấy là nó cũng khá là sạch sẽ đúng không anh? Đúng thì là mình sẽ không phải mất nhiều thời gian cho cái công dọn dẹp chuồng trại đúng không ạ? Dạ. Ồ, anh Toàn ơi, vậy nhưng mà em thấy là cái con giò này thì như bà con mình cũng biết nó là cái dòng vật nuôi mới đúng không ạ? Thì cái thị trường đầu ra của nó hiện nay như thế nào? Vì là nếu như bà con mình mà chăn nuôi thì chăn nuôi bất kể một cái con vật gì, hay là trồng bất kể một cái loại cây gì, hay là mình làm bất kể một cái công việc gì, khi mà mình đã làm ra sản phẩm rồi thì cái nỗi lo lắng lớn nhất của mình đó chính là đầu ra. Vậy thì đối với cái con giò này thì cái thị trường đầu ra của nó hiện nay như thế nào ạ? Đối với cái thị trường đầu ra của cái con giò này thì là anh là đang cung cấp cho các nhà hàng và khách sạn. Dạ. Thì dường như là nếu như bà con mà chăn nuôi thì là nên liên kết với trang trại của anh, để làm sao là cái thứ nhất là liên kết thì bà con sẽ nhàn về cái vấn đề đầu ra. Dạ. Trong khi đó là đã có anh bao tiêu rồi. Dạ. Mình đỡ vất vả lo lắng phải đi tìm đầu ra làm gì. Ví dụ như thậm chí là bà con mà hoặc là em mà tìm được đầu ra ấy, thì là cái giá để nó sẽ cao hơn để bán cho bọn anh.
nhưng mà ngược lại mình đi tìm thì nó sẽ vất vả và sẽ không cạnh tranh được với bọn anh. Cái thứ nhất là cái thị trường của bọn anh là nó đã từ cung cấp cho nhà hàng khách sạn từ lâu rồi. Bây giờ nhà hàng người ta lấy số lượng là với số lượng nó hàng tháng nó phải đều đặn. Ví dụ như là một tháng mình cung cấp một tạ là nó phải là một tạ hoặc là hai tạ là phải là đủ hai tạ. Chứ ví dụ như là nay mình có dăm ba con mình bán cho người ta giá nó rẻ hơn một chút, nhưng mà đến lúc người ta cần thì mình lại không có để xuất cho nhà hàng thì giống như là người ta không cần với cái giá nó thấp mà người ta cần là cần cái sự số ổn lượng định ấy, đúng không ạ? Sự ổn định đấy hàng tháng. Dạ. À, như vậy là nếu như mà bà con mà chăn nuôi con giò này thì hoàn toàn có thể là liên kết với trang trại anh Toàn để anh Toàn có thể là bao tiêu cho bà con, thì anh Toàn cũng có một cái lợi nhuận nào đó trong cái phần bao tiêu đấy, đúng không ạ? Đúng. Và bà con sẽ ổn định hơn về cái vấn đề đầu ra, không phải lo lắng về vấn đề đầu ra. Và cái giá cả này là mình sẽ thỏa thuận trước khi bà con bắt con giống hay là sau khi bà con đã có sản phẩm hay? Cái giá thì là về cái trước khi bà con đến bắt con giống là anh đã có hợp đồng để bao tiêu là cái giá cố định trong vòng 10 năm rồi em ạ. Dạ, có nghĩa là giá là mình sẽ thỏa thuận trước với bà con. Đúng rồi. Chứ không giống như những con vật khác là bà con nuôi xong rồi bà con mới biết là hiện đúng tại rồi. Mình bán đi thì cái giá nó là bao nhiêu, sẽ không cần phải lo lắng về bấp bênh, đúng không ạ? Đúng. Dạ, như vậy thì ngoài cái chính sách là bao tiêu sản phẩm ra thì ví dụ như là trong quá trình bà con chăn nuôi mà muốn được anh Toàn giúp đỡ hỗ trợ kỹ thuật thì anh Toàn có sẵn lòng chia sẻ những cái kỹ thuật chăn nuôi này cho bà con không ạ? Bà con mà đã bắt con giống ở trang trại anh thì là cái trách nhiệm của anh là phải liên kết và đồng hành cùng với bà con. Bà con có chăn nuôi thành công thì anh mới thành công ở chỗ đấy. Dạ. Và quan trọng nhất là thành công ở đây là khi bà con chăn nuôi thành công thì anh đã có những cái gọi là nguồn bao tiêu của con thương phẩm và anh cũng có thêm cái thu nhập của mình được. Thì thật ra là cái bao tiêu con thương phẩm là nó cũng là cái nguồn thu nhập chính của bản thân anh. Dạ, em cũng thay mặt bà con và thay mặt chương trình cảm ơn những chia sẻ của anh Toàn trong chương trình hôm nay ạ. Và như vừa rồi thì anh Toàn cũng vừa chia sẻ cho bà con về cái nguồn thức ăn, về lượng thức ăn cũng như là về cách thức làm chuồng trại đối với con giò này. Nếu như bà con còn bất kỳ thắc mắc hay là còn bất kỳ câu hỏi nào thì có thể là gửi về cho anh Toàn theo số điện thoại đang được ghim trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh có địa chỉ tại thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.